Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ thử nghiệm hai loại thép như con dao này, gọi là dao tông chặt. Bây giờ tôi sẽ test thử chân giò xem cái độ sắc, cái độ chịu lực của nó như thế nào. Và con dao này tôi làm bằng lò xo của Đức. Đấy, bây giờ tôi sẽ test thử và so sánh xem cái thép nào là cái thép sắc và chịu lực và giữ cạnh của nó như thế nào. Bây giờ tôi sẽ đặt cái con lò xo Đức xuống đây. Các bạn thấy chưa? Với một con dao ta làm từ thanh nhíp mỹ là cái độ sắc của nó chỉ cần chặt một nhát là đứt ngay cái chân giò. Các bạn làm cái con dao tông như thế này thì cái sống của nó thì dày như thế này. Về cái mẫu dao này cũng rất chi là đẹp. Mẫu dao này ta gọi là mẫu dao tông chặt. Về cái nước thép của nó thì rất chỉ là mượt mà. Cái tông ta làm ngắn nhọn như thế này. Đấy, rất ngắn nhọn, rất đẹp. Con dao rất khỏe khoắn. Rồi, bây giờ tôi sẽ thử nghiệm tiếp một con dao bằng lò xo của Đức xem nó như thế nào. Tôi lại đặt cái con dao tông làm từ thanh nhíp mỹ xuống đây. Đây các bạn thấy chưa, rất tuyệt vời, rất sắc các bạn ạ. Không con nào thua con nào, không loại thép nào kiếm loại thép nào hết, rất chi là ngọt. Đều chặt một nhát là nó đứt phập luôn. Như cái con dao này ta gọi là dao tông chặt nhưng mẫu Indo, rất chi đẹp. Ta làm thêm ba cái lỗ này, trang trí con dao hình dáng nó rất chi đẹp. Còn cái cán này thì ta làm nó nhắn đi thì cầm nó rất chỉ là êm tay. Còn về cái sống của con dao này thì ta làm dày như thế này, rất chỉ là đẹp. Về cái nước thép của nó đây, các bạn thấy chưa, rất mượt, không khác gì là thép mỹ và nhíp mỹ, cũng với lại thép lò xo này rất chỉ là ngang cờ với nhau. Tôi cũng không thể phân biệt được con nào là đẳng cấp hơn con nào hết, con nào cũng đều là đẳng cấp như thế. Về cái mẫu dao này cũng rất đẹp. Đấy, các bạn thấy chưa? Cái nước thép nó rất mượt, về cái độ sắc của nó thì ta chặt rất chỉ là ok. Vâng, video tôi quay kiểm định giữa hai loại thép, hai con dao. Đến đây là hết, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.